Hello nha, chào mọi người nha, chào mừng các bạn đến với channel của mình là từ đường phố đây. Rất vui khi được gặp lại mọi người nha. Chúc mọi người những video thoải mái và thư giãn xem clip của mình. Anh em thấy hay nhớ like, share và chia sẻ video và đừng quên đăng ký kênh để chuông thông báo những video mới nhất của mình nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Trước khi bắt đầu video, chúc anh em một ngày mới vui vẻ nha. Tràn đầy sức khỏe trong công việc, cuộc sống, may mắn và thành công nha mọi người. Đó. Trước khi bắt đầu video này, anh em cho mình 15 giây quảng cáo nha mọi người. Đầu tiên anh em cho mình xin gửi lời cảm ơn đến 1139 bạn đã đăng ký kênh và tất cả anh em đang xem video của mình nha. Mình cho mình xin lời cảm ơn đến tất cả mọi người nha, cảm ơn các bạn rất nhiều. Đó, bữa nay mình mới mở tab cộng đồng cho mọi người nha. Đây mình mới chia sẻ một cái video về con kỳ tôm này, anh em tiện qua like cho mình để tăng sự tương tác nha mọi người. Tăng sự tương tác của mình với anh em nha, cảm ơn anh em rất nhiều. Nhưng về vấn đề kỳ tôm thì bên kênh Hoàng Hiếu Vlog thì đầu tiên mình cần 1000 đến 1336 bạn đã đăng ký kênh của mình nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều và các bạn đã xem video mình. Bữa nay thì mình đang nhận nuôi con kỳ tôm nha anh em nha. Bởi mình đang có nuôi một con kỳ tôm đang tính tuần hóa nó. Anh em nào biết cách thì qua chỉ mình với nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Đi link kênh mình sẽ để phần mô tả anh em nha. Ở bên bình luận nha. Có gì anh em qua xem và chỉ mình với. Như vậy nó không chịu ăn uống gì hết anh em chán lắm. Đấy, mới mở tác cộng đồng anh em này. Đó. Thì ngoài ra một vấn đề nữa đó là anh em shop lên 1k2 giúp mình. Anh em kêu gọi chia sẻ shop lên 1k2 đăng ký giúp mình để làm event chơi cho mọi người. Mà hôm nay không có event chơi chán quá, làm event chơi tiếp nha. Đó, anh em chia sẻ kêu gọi lên sub lên giúp mình nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều, mong là anh em ủng hộ giúp đỡ nha. Cảm ơn. Đấy, giờ ta sẽ điểm qua event thời tiết hôm nay nha anh em. Đầu tiên sẽ là thời tiết. Sáng nay trời đẹp. Ô, có bét ngon rồi anh em này. Có em Zegi test này. Nào. Sáng nay có báo tuyết và sương mù nha anh em nha, tranh thủ nha. Báo tuyết thì có chim y đó, nó sương mù cộng đôi laptop này cả đi. Laptop ít thì anh em tranh thủ bắt nha. Nếu anh em có tranh thủ bắt về cho ta tăng bộ sưu tập, nếu không chơi thì cứ bắt nha. Nói chung anh em không chơi thì vẫn cứ lên bắt để gia tăng bộ sưu tập, gia tăng thêm lực chiến nha mọi người. Đó, anh em tranh thủ thời gian vào bắt. Sáng nay thì chủ ác như bạn ấy vào rồi, mình làm hết rồi. Tiếp theo là đến event, bây giờ vẫn còn gì xét tính cách này. Anh em tranh thủ. Nào xuống lên server xem nào. Hai chào vẫn là Enro nha, server 577 là vào 150k. Ủa thề game bao giờ sập. Có khi nào admin của game như nhiều anh em nói. Bữa lấy được một con, chắc dần lấy con thứ hai về để đủ đôi anh em. Đó. Rồi, tiếp theo nào. Nạp tiền trận quà. Đổi quà chứ, rồi vẫn có món quà thôi anh em. Hôm qua thì bác Miu review một ạc, bạn mới nhận được em hộp ta từ bán quay anh em. May thật, đã thêm một thánh này may mắn đấy rồi anh em. Đau lắm là không bán quay hộp ta đấy anh em, không biết nào có anh em nào có nhu cầu là không cho mình quay phát. Ngoài ra mình đang bán ao bán hai con ạc kênh, của kênh chính mình đang làm thôi anh em. Nhờ anh em hỏi là mình bán xong thì bỏ không làm mà mình vẫn làm nha anh em. Mình đang có dự tính sẽ qua server mới làm nha, bán đi lấy tiền đấy. Một phần trang trải cuộc sống ngoài đời tí, một phần mình sẽ đầu tư lại vào game để có xem vào mới cây nha, cày nha anh em nha. Đó. Thế là mong đánh anh em ủng hộ giúp đỡ nhá. Nếu có nhu cầu mua hộ mình cái vần quà nhá, tiếp theo đến vần quà sao xa các thứ anh em. Nạp tiền à, hôm nay vẫn là bánh tét và bánh thường anh em nha. X10 em này thì là em là Nanarus nha. Anh em nào có nhu cầu rút X10 thì liên hệ mình sẽ làm video cho anh em luôn. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Tiêu phí thì vẫn như hôm qua, mình kết đồ tổ mưu anh em. Và VIP phụ, bữa nay em không có gì để mua. Đi một vòng hết ngày event rồi anh em. Đây. Bác dê sộp đây. Đó, cặp lách cộng hưởng đây. Mới là đã cho lại vào vòng đấu chưa, giờ mình sẽ vào vòng đấu xem. Mong sao nó vào vòng đấu rồi nha anh em nha. Ủa? Cùng với ạc, cùng server với Satoshi luôn à. Có Satoshi trong vậy mà có 16 triệu được chiến á. Hay là đây là khác. Chứ với Satoshi gì 16 triệu được chiến, Satoshi mạnh mà. Đấy chắc ạc fake thôi. Giờ ta sẽ vào vòng đấu xem nha mọi người nha. Thấy sáng nay em nó bảo nó chưa có. Đây em nó đánh 3 trận rồi. Hết lượt reset rồi. Thấy sáng nay vào bảo mình là chưa có. Chỉ có 3 thôi anh em. Thuê rồi, hộp 3 18 mét chiến. Sáng nay vậy, sáng nay ta sẽ test hộp 3 18 mét chiến nha. Xem là có đối đầu được với nào không thì hẳn đánh chứ không, không có đào đánh nhau quá hôm chán lắm. Ui cha. Nerorigma và hộp 3 này anh em này. Khá là ngon lành luôn. Được đó, được đó. Anh em thấy hợp lý không? Mình chuyển luôn thôi.
chiến thôi. Ra trận nào. Ra trận nào. Một hit. Tiếp tục. Đích ở đây anh em nha, chỉ đánh đến tận trận đi thôi. Cho nó đối đầu với yêu và bố nó là được rồi. Trận tiếp theo nào. Một ulti. Một ulti. Úi xôi xong luôn à. Quá đơn giản thế thôi à. Bài này dễ thế. Tiếp tục đến trận tiếp theo anh em. Tiếp tục nào. Ra trận. Cái này chắc một hit thôi anh em, một hit là xong. Một hit là xong, nhìn là biết. Tiếp tục. Sắp gặp được rồi anh em, sắp đến trận rồi đấy rồi. 3 và 2 ván nữa thôi. Tìm bay bá chủ à. Nguyên tem bá chủ phê quá. Cầm hộp 3 đi là chứa xem là đội bạn chịu được mấy nhịp thôi anh em. Giờ chuẩn bị là gọi ra hạn gói Mimac rồi anh em. Đau thương quá, tiền hết rồi, không có tiền cháy túi liên tục. Anh trai mình cũng sắp vào nhưng mọi người kênh Vlog là chuẩn bị hoạt động lại ổn định nha. Sắp tới chuẩn bị có máy móc rồi. Một hit nào. Khỏe thế. Trông thế mà khỏe vậy. Nào. Dây à. Quả cầu sức mạnh ngàn năm. Bùm. Tiếp tục. Ra trận nào. Một hit. Xong. Cuối cùng cũng đã đến được trận đấu đây rồi anh em. Trận đấu giữa Manasi với bố nó nha. Gà vào 420. Trận này có thể gặp bố nó đây là nhỉ, hay thật. Nói chung không quan tâm vào trận rồi anh em. Bộ nó thì mình nhớ là con Ultra Sun của bạn ấy mới có 6 triệu à. Ở đâu em ấy thì mới được hơn 10 triệu. Mình nhớ vậy thôi chứ đâu mình không rõ, bữa mình vào học một lần rồi nhá. Nhưng mà vì một số lý do nên không review được nè thôi. Rồi hộp 3 đây. Chắc phải là chụp điện thống ảnh đây anh em nhá. Bắt đầu trận đấu rồi anh em. Hộp 3 bên mình sẽ ung ti trước. Một hit. Bên bạn gần như là một toàn bộ đã bắt hộ rồi. Ú trời. Ultra Sun nó săn nó ung ti nữa. Ú chu cha. Ú. Đau ta.
Đánh đau tao này, đánh đau tao này. Ung ti phát nữa anh em. Ung ti phát nữa. Úi trời. Thế là xong, bên bạn nằm hết xuống rồi anh em. Quá nhẹ nhàng. Nhanh quá. Rồi. Thế là hết event sáng nay rồi anh em. Thôi thì chắc video hôm nay mình sáng nay mình cũng kết thúc đây thôi. Đấy, thì mong sao anh em sớm đăng ký giúp mình, chia sẻ kêu gọi đăng ký lên giúp mình lên 1k2 cho mọi người nha, để có event tặng ạc nha. Đó, còn đâu con ạc là tí mình sẽ chụp ảnh lại và đăng bên hợp tác cộng đồng anh em qua live phát và lấy đứng ra giúp mình nha. Cảm ơn anh em rất nhiều thôi. Hẹn các bạn ở video tiếp theo nha. Bye bye. Hẹn gặp mọi người video tiếp theo. Tạm biệt. Tạm biệt nha. Bye bye.